tiếng ngáy trong đêm. Chịu hết nổi rồi. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Mau dậy đi. Chuyện gì thế? Hình như anh mơ thấy mình là một tướng quân cổ đại, là tướng quân tối cao uy phong lừng lẫy, đối mặt với kẻ địch đang xông đến. Bất chợt tiếng trống trận vang lên. Thế anh nghe xem có phải âm thanh này không hả? À đúng rồi, chính là âm thanh này. Thế sau đó thì sao? Sau đó à, không biết thế nào anh liền tỉnh giấc. Đúng vậy, anh mà không dậy thì ngày mà em khỏi đi làm. Sao lại thế? À, ý em là bây giờ trời sáng rồi sao? Hình như chưa mà. Con đồ to, cho mẹ nằm với. Mẹ tạp về, sao mẹ lại ngủ ở giường con? Bố còn ngáy long trời lỡ đất, ngày mai mẹ còn phải đi làm. Nhưng mà... ôi dào, đừng nhỏ nhen như vậy chứ. Mẹ tạp về, mẹ tạp về. Đúng rồi, mình lên giường bố đầu nhỏ ngủ. Hóa ra tiếng ngáy của bố đầu nhỏ đúng là long trời lỡ đất. Nào con đồ to, mau ăn đi. Ăn xong bố còn đưa con đến nhà trẻ. Ôi con đồ to, mắt con làm sao thế? Bố đầu nhỏ, tiếng ngáy của bố thật giả mang. Em, sao mắt em cũng có quầng thâm thế kia? Chẳng lẽ còn không phải do tiếng ngáy của anh à? Giờ thì hay rồi, khỏi cần trang điểm. Xin lỗi, mẹ tập về, con đồ to. Nhưng bố cũng không muốn như vậy mà. Ôi, anh bị muộn rồi. Con đồ to, nếu tối nào bố con cũng ngáy như thế thì hai mẹ con ta biết làm thế nào đây? Mẹ tập về đừng lo, con từng xem một bộ phim nước ngoài, chỉ cần huýt sáo thì người ta sẽ không ngáy nữa. Thật ư, có tác dụng không? Trong phim diễn thế. Nhưng mẹ không biết huýt sáo, con có biết không? Con cũng không biết. Nhưng cái này dễ thôi, lên mạng tải tiếng huýt sáo về là xong. Thông minh quá, đúng là con trai của mẹ. Con đồ to, trông cậy vào con nhé. Bố đầu nhỏ, xin bố đừng ngáy nữa. Bố đầu nhỏ, bố đúng là ông bố cực phẩm. Có điều không làm khó được con đâu. Hiệu nghiệm thật. Không phải cả đêm cứ phải thế này chứ. Ôi con đồ to, sao lại thành mắt gấu trúc rồi? Sao vậy, tối qua lại không ngủ được à? Xin lỗi con đồ to, bố cũng không thể kiểm soát được mình, nhờ anh cả đấy. Mẹ cũng không thể trách bố được, bản thân bố cũng không biết mình ngáy mà. Cảm ơn con đồ to đã hiểu cho bố. Cứ tiếp tục thế này, cả nhà đều không ngủ được mất. Phải áp dụng biện pháp mạnh. Em muốn làm gì? Con đồ to, hãy tung vũ khí bí mật của con ra đi. Dân, đây là cái gì vậy? Đây là máy dừng ngáy cảm biến siêu âm phát minh mới nhất. Hễ bố cất tiếng ngáy, cảm biến bên trong sẽ phát ra kích thích vào da bố. Bố sẽ không ngáy nữa. Ôi, lại còn có thứ này cơ à? Cái này có ổn không? Không vấn đề gì, đây là sản phẩm công nghệ cao. Được rồi, ngủ đi thôi. Cái này hiệu quả thật. Không chịu nổi nữa. Mẹ ơi, hôm nay mẹ hết quần thâm rồi. Tối qua mẹ ngủ ngon lắm. May nhờ có máy giường ngáy của con. Cảm ơn con đồ to. Ôi, mắt anh sao cũng giống gấu trúc rồi. Đều tại cái máy giường ngáy gì đó của con đấy. Thảo nào tối qua không nghe thấy tiếng ngáy của anh. Nhưng mà không sao, em nhất định sẽ chữa khỏi tật ngáy cho anh. Cứ để em lo.
Sức mạnh hắt hơi. Vẫn ổn. Bố đầu nhỏ ơi, bị ốm ghét ghê, con muốn đi chơi cơ. Sắp hạ sốt rồi, nghỉ ngơi thêm 2 ngày nữa là khỏi. Lúc ấy, bố sẽ đưa con đi khu vui chơi. Con cũng ghét hắt hơi nữa. Con đầu to, bố nói cho con một bí mật. Thực ra, cái hắt hơi của con có năng lượng cực lớn. Bố nói dối. Thật mà, nhưng muốn phát huy uy lực thì phải phối hợp với một câu thần chú. Nào, làm cùng với bố. Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Con hát hơi mạnh thật, làm bố ngã lăn từ trên giường xuống đất luôn. Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Con hát hơi mạnh như vậy thật sao? Đương nhiên rồi, cho nên con phải nhớ lấy. Trước khi hát hơi phải che miệng lại, nếu không sẽ làm người khác bị thương đấy. Con hiểu rồi. Bố đầu nhỏ ơi, câu thần chú bố dạy con hôm trước như thế nào ấy nhỉ? Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Nhưng trước khi hát hơi con phải che miệng lại. Vâng. Hát hát xì, xì xì hát. Hát xì. Wow, con chó bị con hát hơi bay đi rồi. Hát hát xì, xì xì hát. Hát xì. Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Hát hát xì, xì xì hát. Ấy ấy, con đồ to, đây là nhà chúng ta đấy. Con thổi nó bay mất thì làm thế nào? Chúng ta sẽ không còn chỗ ở đâu. Cũng phải, bố đồ nhỏ. Con không sợ hát hơi và bị ốm nữa. Làm thế nào bây giờ? Tớ có cách. Hát hát xì, xì xì hát. Hát xì. Đầu to, cậu vừa đập gì thế? Tớ niệm thần chú. Câu thần chú có thể biến cái hắt hơi của tớ trở nên mạnh mẽ vô hạn. Nói khoác. Tớ không nói khoác. Nếu không chiếc máy bay này, sao lại rơi xuống được? Đấy là trùng hợp, không thì cậu làm lại đi. Bố đầu nhỏ nói tớ không được hắt hơi lung tung. Chẳng may làm người khác bị thương thì làm thế nào? Vậy thì cậu hắt hơi vào cái cây này đi. Nếu có thể rung cho quả táo trên cành cây rụng xuống được thì tớ phục. Hát hát xì, xì xì hát. Hát xì. Đầu to, cậu mắc cười quá. Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Các con đang cười gì mà vui thế? Bố đầu nhỏ, bố gạt con. Con hát hơi không hề mạnh. Cậu bạn nhỏ, chỉ cần nhóc không kêu gào, ta sẽ không làm hại nhóc. Bố đầu nhỏ, bố đầu nhỏ ơi, cứu con với. Thả con trai tôi ra. Anh đừng đến gần, nếu không tôi sẽ không khách sáo đâu. Bố đầu nhỏ ơi, cứu con. Con đồ to, đừng quản hút, mau hát hơi đi. Giờ là lúc nào rồi mà bố còn gạt con? Không phải gạt con mà, tình bố đi, hãy hát hơi một cái thật mạnh. Hai người nói gì vậy? Hát hát xì, xì xì hát, hát xì. Bố đầu nhỏ ơi, sao lúc thì con hát hơi mạnh, lúc lại không mạnh nữa vậy? Con phải nhớ rằng, khi trái tim con dũng cảm, kiên cường, thì sẽ sản sinh ra một sức mạnh vô hạn. Con hiểu rồi, thế hôm nay con có dũng cảm không bố?
quá dũng cảm, giống hệt một tiểu anh hùng. Mẹ yêu ai? Coi này, đây đều là ảnh bố mẹ hồi yêu nhau. Thế nên, mẹ Tập Về đã phải lòng bố như vậy đấy. Không đúng, mẹ Tập Về yêu con nhất. Ngốc ơi, không yêu bố thì làm sao có con được. Mẹ Tập Về yêu con hơn. Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa. Bố Đồ Nhỏ, anh hãy mang tinh thần ngày yêu nhau ra đỏ với con Đồ To đi. Xem em sẽ yêu ai hơn. Được thôi, con sẽ không thua bố Đồ Nhỏ đâu. Em yêu, anh tặng em 99 bông hồng. Con Đồ To, con đang làm gì vậy? Con Đồ To, con đang làm gì vậy? Đây là hoa dại con hái tặng mẹ. Con không ngắt hoa mẹ trồng đâu. Đúng là con trai ngoan của mẹ. Nào, về nhà mẹ làm món ngon cho con ăn. Em yêu ơi. Xem ra mình phải nghĩ chiêu khác lãng mạn hơn. Ngủ ngoan nhé, mẹ yêu con. Mẹ Tập Về ơi, anh yêu em. Ai đấy, đêm hôm không ngủ? Mẹ Tập Về ơi, anh yêu em. Anh yêu em như cá yêu nước. Anh điên à, khuya khoắt thế này rồi còn lên cơn gì thế? Mẹ Tập Về, anh gửi tới em một nụ hôn. Anh yêu em, anh yêu em. Mẹ Tập Về, anh yêu em. Ồn ào quá, ngủ đi, đừng hát nữa. Bực quá đi mất. Để con Đồ To, trên thế gian không ai tốt bằng mẹ. Con là bảo bối của mẹ. Sao mình xui xẻo thế không biết. Em yêu, đã bao lâu rồi chúng ta chưa đi xem phim nhỉ? Anh chờ em ở chốn cũ nhé. Yêu em, bố Đồ Nhỏ. Em đang muốn xem bộ phim này. Bố Đồ Nhỏ tâm lý quá. Sao thế? Con Đồ To đâu? Yên tâm đi, con ở nhà kẹo bông. Trên thế gian không ai tốt bằng mẹ. Không có mẹ, con như cỏ cây mất gốc. Phim sắp chiếu rồi. Đáng ghét, con ở nhà một mình rõ tội nghiệp. Mẹ Tập Về ơi, con không muốn xa mẹ đâu. Con ngoan, mẹ không đi đâu cả. Chúng ta về nhà thôi. Mẹ Tập Về. Tức quá đi. Lần này mình phải ra đòn sát thủ thôi. Đây là gì thế ạ? À? Đẹp quá. Đừng động vào, đây là nhẫn kim cương. Đắt lắm đấy, cho con xem với. Không được, đây là quà để bố lấy lòng mẹ Tập Về. Trả lại cho bố. Cái gì rơi vào trong thế? Không, không có gì. Là nhẫn kim cương bố Đồ Nhỏ mua. Cái gì? Anh lén mua món đồ đắt tiền như thế sau lưng em. Còn rơi xuống đường ống nước nữa. Đó, đó là món quà anh muốn tặng em. Còn không mau mò lên. Mẹ ơi, mẹ đừng giận nữa. Đây là chiếc nhẫn con tặng mẹ. Mai sau con lớn lên, kiếm được ra tiền, nhất định sẽ mua cho mẹ đồ thật để mẹ vui. Em yêu, anh vớt được chiếc nhẫn kim cương lên rồi. Xin em đừng giận nữa, anh yêu em. Hai người đúng là làm mẹ vừa giận vừa yêu. Thế mẹ yêu ai hơn?
Hai bố con đều là người mẹ yêu nhất. Ông bướm ghé thăm. Wow, các cậu ơi, hoa đẹp chưa này? Có cả ông mật và bướm bướm nữa. Đẹp quá đi. Thế là ít hoa quá, chứ không sẽ có rất nhiều ong bướm bay tới, vui biết bao. Nhưng mà kiếm đâu ra nhiều hoa bây giờ? Có cách rồi, anh bê qua trong nhà anh ra đây. Nhà em cũng có hoa, tớ cũng đi lấy. Như vậy chúng ta sẽ có thật nhiều hoa. Vẫn ít bướm bướm thế, hay là hoa chưa đủ nhiều? Vậy thì làm thế nào? Tớ đã bê hết ở nhà sang đây rồi. Em cũng thế. Ở nhà trẻ, chúng ta từng được học gấp hoa giấy đấy thôi. Chúng ta gấp hoa giấy làm hoa đi. Đúng rồi, đồ to, cậu thật thông minh. Vào nhà tớ đi, nhà tớ có rất nhiều giấy màu. Nhiều hoa thế này, nhất định sẽ dụ được hết ong bướm tới. Như vậy chắc hẳn sẽ đẹp lắm. Cứ chờ đi, ong bướm sắp tới ngay thôi. Hóa ra là hoa giả, chẳng có hương thơm, cũng chẳng có mật hoa. Lừa gạt chúng ta đấy. Chúng ta đi thôi. Kiểu gì vậy, bướm đến xong lại đi mất rồi. Chẳng lẽ hoa của chúng ta gấp không đẹp, nên ong bướm không thích? Anh cũng không biết nữa. Bố đồ nhỏ ơi, bố định đi đâu à? Ừ, bố đi dự tiệc. Thơm quá, bố đồ nhỏ ơi. Bố xịt cái gì thế? Còn nói cái này hả? Là nước hoa cho nam. Nước hoa cho nam. Bố phải đi đây. Thơm quá. Ở nhà ngoan nhé. Mình hiểu rồi. Này, các cậu mang nước hoa hết chưa? Mang rồi, nhìn này. Em mang lọ mà mẹ em thích dùng nhất. Ngửi mùi thơm cực kỳ. Được, vậy chúng ta mau đi xịt nước hoa cho hoa giấy đi. Được. Đầu ta ơi, được chưa? Được rồi, chúng ta nấp sang một bên chờ là được. Mùi hương này lạ quá. Tôi ngạt thở, chịu không nổi nữa. Không ngờ họ vẫn lừa chúng ta. Hả? Đừng mà. Cứu tôi với. Tránh ra, tránh ra. Có chuyện gì thế? Chú đồ nhỏ. Không phải chứ? An toàn rồi. Bố đồ nhỏ ơi, bố không sao chứ? Đau quá, đau chết mất thôi. Chú đồ nhỏ ơi, chú thật dũng cảm. Chú đồ nhỏ, chú giỏi quá. Con đồ to, vì sao ông mật lại đuổi theo bố? Bởi vì tụi cháu đã gấp rất nhiều hoa giấy, muốn dụ ong và bướm tới. Tụi cháu cần xịt nước hoa lên hoa giấy nữa. Gì cơ? Nước hoa? Bố đồ nhỏ ơi, con xin lỗi. Con mang nước hoa cho nam của bố ra xịt lên hoa giấy rồi. Con đồ to, hương thơm tự nhiên của hoa và mùi hương nước hoa nhân tạo là hoàn toàn khác nhau. Với lại, ong và bướm đến là để thu thập phấn hoa. Con biết điều này chứ? Nhưng tụi con phải làm thế nào để ong bướm vui vẻ bay tới bây giờ? Chỉ cần chúng ta trồng hoa thật trong vườn, ong và bướm nhất định sẽ tới.
Hay quá, bố đồ nhỏ ơi, ngày mai chúng ta đi trồng hoa đi. Hoan nghênh các cậu ghé thăm ông mật già bướm bướm. Ai sợ tiêm? Anh nhớ nhé, nếu lát nữa con đồ to không hạ sốt thì nhất định phải đi bệnh viện tiêm đấy. Không thành vấn đề, em cứ lo việc của em đi. Ngày mai là em về rồi, em cứ yên tâm mà đi nhé. Tạm biệt. Đồ to hết sốt rồi à? Để bố sờ trán xem nào. Uống thuốc rồi mà trán vẫn còn nóng bừng như vậy, xem ra phải đi bệnh viện tiêm thật rồi. Con không muốn đi bệnh viện tiêm đâu. Con trai, con từng nói muốn là một cậu bé dũng cảm mà, phải không nào? Nhưng mà con sợ tiêm lắm. Xem ra bố phải giúp con vượt qua nỗi sợ này mới được. Vượt qua nỗi sợ, giúp hết nhạy cảm. Ừ, có cách rồi. Con đầu to, xuống đây ăn chút nào. Hả? Con không tiêm đâu. Không phải tiêm, ăn cơm mà. Đồ ngốc này, mau xuống đây. Bố, sao lại ăn mặc thế này? Đây gọi là cách thích nghi với hoàn cảnh, để con trở nên dũng cảm. Mẹ, đây là mẹ tập về sao? Con trai, con xem này. Món mì con thích ăn nhất đấy. Đồ ngốc, không phải tiêm, mà là để con làm quen. Nào, ăn mì đi con. Ăn xong là khỏi ốm liền. Con không tiêm đâu, con sợ tiêm lắm. Con đầu to, con đầu to. Anh không hề dọa thằng bé, bé gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Ừ, được rồi, anh sai, anh sai. Con đồ to, con dám mách mẹ à? Ai bảo bố cứ dọa con? Vì bố muốn con dũng cảm lên. Lần này không dọa con nữa, chúng ta chuyển sang chiêu thứ hai, rèn luyện thư giãn. Rèn luyện thư giãn để giúp con vượt qua nỗi sợ từng chút một. Nào, hãy nhắm mắt lại. Yên tâm đi, bố sẽ không dọa con nữa đâu. Nhắm mắt vào. Bây giờ con hãy tưởng tượng mình đang đi vào một căn phòng lớn, một căn phòng trống, chính là phòng khách của nhà con đồ to đây. Lúc này có một người mặc áo trắng đi vào. Đừng khóc, hít thở sâu, thả lỏng. Lúc này người mặc áo trắng bước lại gần. Bây giờ hãy tưởng tượng người đó cầm ống tiêm lên. Con đồ to, sao có thế mà cũng sợ? Con trai, bố không dọa con, chúng ta không tiêm, phải dũng cảm. Sao nóng thế này? Con hạ sốt rồi nè, ban nãy con ra rất nhiều mồ hôi, bây giờ không sao rồi. Bố đồ nhỏ, phải nhanh chóng đi tiêm thôi. Hả? Anh không tiêm đâu, anh sợ lắm. Mẹ con em sẽ giúp anh rèn luyện lòng can đảm. Cứu tôi với! Bố đồ nhỏ, đừng sợ, đây chỉ là một mũi kim thôi mà. Anh nhìn kỹ xem. Bố đồ nhỏ, đây là đâu vậy? Đây là cõi tiên. Con người ở trong cõi tiên sẽ không cảm thấy đau. Là cõi tiên thật sao? Bố xem này, không đau chút nào. Bởi vậy hãy dũng cảm lên đi. Nào, bố đồ nhỏ, nằm sấp xuống sofa, chuẩn bị tiêm. Được rồi, để bố thử xem.
Chuyện gì vậy? Khoan đã. Thì ra không phải cõi tiên à? Bố đầu nhỏ nhát gan, đành phải dùng cách này thôi. Đây là con đồ to nghĩ ra đấy. Đây gọi là thích nghi với hoàn cảnh. Bố dạy con đấy. Diễn tập phòng cháy chữa cháy. Ôi trời, mẹ tập về sao mà hốt hoảng thế? Hai bố con xem, trên báo đưa tin có một nhà bị cháy do chập điện. Vì không có kiến thức về thoát hiểm nên kết quả cả ba người đều không thoát ra được. Quả thực rất đáng thương. Thế nên để đề phòng sự cố, mẹ thấy cần phải tổ chức một buổi diễn tập phòng cháy chữa cháy trong gia đình. Anh thấy không cần đâu, nhà mình lắp chuông báo cháy rồi còn gì. Chuông báo cháy chỉ biết báo động thôi, không dập lửa được. Chẳng may lửa cháy lớn, anh có biết cách thoát hiểm không? Cái này thì anh không biết thật. Mẹ tập về ơi, diễn tập có vui không? Vui chứ sao. Vậy bây giờ mẹ phổ biến quy tắc diễn tập nhé. Tổng cộng 3 lượt, mỗi lượt sẽ có một người đóng vai lửa. Khi có cháy thì rượt đuổi hai người còn lại. Hay quá, con muốn chơi, con muốn chơi. Ai bị lửa bắt được thì sẽ không đạt, bị phạt làm việc nhà. Bố không định chơi cái trò gia đình trẻ con này với hai mẹ con đâu. Con đồng ý, đồng ý. Được, 2 tháng 1, duyệt. Bố đầu nhỏ ơi, mẹ tập về đi đâu rồi? Bố không biết. Có chuyện gì vậy? Con biết rồi, là cháy, có cháy rồi. Đâu, cháy ở đâu? Cháy rồi, mẹ là lửa, lửa lan tới đây. Làm cái gì vậy chứ? Thật tình, bố đầu nhỏ đừng để mẹ bắt được đấy. Đến thật á. Bố đầu nhỏ đừng để mẹ bắt được đấy. Tới đây. Bị em tóm được là anh xong đời. Này, anh nghĩ chân có thể chặn được lửa sao? Chẳng lẽ anh chui xuống gầm giường thì lửa không tìm đến anh được chắc? Tủ quần áo là vật dễ cháy. Cháy thật thì đến tủ quần áo cũng bị thiêu rụi luôn. Xem ra anh chỉ có cách nhảy lầu thôi. Nhảy xuống là sẽ ngã chấn thương đấy. Bây giờ anh đã bị lửa bao vây rồi, không nghĩ ra cách nào thoát thân nữa là xong đời đấy. Thế phải làm sao bây giờ? Ai đến cứu anh được? Bố đầu nhỏ, con đến cứu bố. Con đồ to, không cần hát nước thật thế chứ. Được cứu rồi. Mẹ tuyên bố, bây giờ sẽ đến lượt diễn tập thứ hai. Con đầu to đóng vai lửa. Bố đầu nhỏ, đừng để con đuổi kịp đấy. Lần này bố sẽ chạy thật nhanh. Chắc chắn là trốn trên giường rồi. Bố đầu nhỏ, bố trốn trên giường là không đúng đâu. Có cháy thật thì đến giường cũng bị thiêu rụi luôn. Con đầu to, bố quên mất, bố quên mất. Lần này không tính, bố đi đây. Mẹ tập về đến kia. Bố đầu nhỏ, xem bố chạy đằng nào. Sofa là vật dễ cháy, không trốn được đâu. Rèm cửa sổ cũng dễ cháy, bố đã bị bao vây rồi. Lần này không dám lại gần rồi chứ. Bố đồ nhỏ, bố có biết sử dụng cái này không? Hả? Cái này bố vẫn không đạt. Dớ dẫn, chờ đấy. Mẹ tập về ơi, bố đồ nhỏ lại thua rồi. Để đến lúc bố đóng vai lửa, hai mẹ con cứ chờ mà xem. Lần này hai mẹ con đừng hòng chạy. Từ từ đã, em thông báo. Lửa lần này phải bắt đầu cháy từ nhà bếp. Hả? Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Khi có cháy phải dùng khăn ướt bịt mũi. Mình vào phòng vệ sinh trước xem thử.
Lửa bị mẹ dập tắt rồi. Không công bằng. Vậy được, anh đi tìm con đầu to đi. Con đầu to, ngọn lửa này nhất định sẽ đốt cháy con. Chắc chắn là ở trong phòng vệ sinh. Con đầu to, lần này con hết đường chạy rồi. Bố đầu nhỏ, bố lại thua rồi. Sao tôi lại xui xẻo thế này?